Rồi ok, xin chào anh em. Tiếp tục quay trở lại với clip về cái tựa game Liên Minh Huyền Thoại Mobile, Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến. Thì hôm nay mình sẽ gửi đến em một cái thông tin nó cũng khá là hot và chắc chắn là sẽ rất là nhiều em quan tâm. Đó chính là cái vấn đề về cái thời gian ra mắt cái tựa game này. Trước cái sức hút quá là lớn từ cái tựa game Liên Minh Huyền Thoại Mobile, Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến thì vừa rồi bên Riot Games đã sửa một cái dòng tiêu đề ở trên cái website của cái tựa game này. Đấy, website chính thức của cái tựa game này em nhá. Nó đã sửa cái thông tin về cái việc mà chúng ta có thể là chơi được cái tựa game này bao giờ. Trước mặt anh em đây là chính là cái bản cũ. Đấy, cái phần thông tin ở cái website cũ khi mà chưa được chỉnh sửa. Bản cũ thì chúng ta sẽ dịch như sau. Chúng tôi sẽ bắt đầu phát hành cái bản test Alpha và cái bản beta vào cuối năm nay anh em nhá. Cuối năm nay bắt đầu từ bên Trung Quốc, từ cái bên Trung Quốc phía trên. Phiên bản chuẩn chỉnh sẽ được dự kiến đến tay người chơi vào năm 2020 và cái bản console sẽ ra mắt ngay sau đó. Cái bản console là cái bản gì? Là chơi trên PlayStation này, chúng ta chơi trên Xbox, chúng ta chơi trên Nintendo Switch anh em nhá. Đấy, đấy là cái phần console. Còn cái bản mới của chúng ta thì sẽ có cái gì? Cái bản mới được Riot chỉnh sửa thì sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ dịch cái đoạn đấy như sau. Chúng tôi sẽ sớm phát hành, sớm này em nhá, sớm phát hành cái bản test alpha và cái bản beta ở một vài quốc gia. Một vài quốc gia thì nó sẽ cho anh em chơi trước. Đấy, một vài đấy nhá, chứ không phải là tất cả các cái nước trên thế giới đều chơi được. Và cũng rất là mong là cái từ một vài đó thì sẽ có Việt Nam ở đấy. Tại vì Việt Nam vừa rồi bên Riot thì nó đã mở một cái văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, và có cái website có tiếng Việt. Website của cái tựa game Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến này có tiếng Việt. Và tên chính thức được đặt cho cái tựa game này đó chính là Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến em nhé. Đấy, chính vì thế là chúng ta hãy tin tưởng rằng cái từ một vài ở đây thì sẽ có Việt Nam, mà không thì nếu mà không có Việt Nam thì ta vẫn có thể là fake IP để mà trải nghiệm cái tựa game này. Rất là mong là sớm anh em ạ. Đang nghiên lại chỉnh sửa như thế là gây cho bao nhiêu game thủ cảm thấy nó bồi hồi xúc động, cảm thấy nó rất là mong chờ, rất là đáng hóng. Hiện tại thì cái tựa game Liên Minh Tốc Chiến, Liên Minh Huyền Thoại Mobile này ở trên cái chợ ứng dụng TapTap, một trong những cái chợ ứng dụng khá là lớn của bên Trung Quốc và nó có cả của quốc tế luôn. Thì cái bản Global, cái bản toàn cầu thì hiện tại đang có 30 triệu 30M người đăng ký này. Chúng ta có 32M follow, 32M, M ở đây là minion, là triệu đây em nhá. Là triệu đấy. 32 triệu người follow, 30 triệu người đăng ký. Còn đối với cái bản Trung Quốc thì nó ít hơn. 10 triệu người đăng ký và có 12 triệu người follow. Đấy, anh em thấy được cái sức hút của cái tựa game này hiện tại ở cái nội địa Trung Quốc thì cũng như là ở trên toàn cầu thì nó đang kinh khủng như nào em ạ. Cái đợt mà cái thông tin về cái tựa game này ra mắt đấy, cái đúng cái sinh nhật của Riot 15 đấy, thì cái từ Liên Minh Huyền Thoại Mobile, Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến này, LOL Mobile, Legend of Dragon Will Rip thì nó đã đứng top 1 cái tìm kiếm ở trên cái Google. Top 1 luôn. Mình vào mình thấy là nó đang ở top 1 mục tìm kiếm. Khá là kinh khủng. Và mỗi lúc mỗi khi mà làm video về cái tựa game này để mà đăng lên YouTube ấy thì cái lượng người theo dõi cũng rất là nhiều em ạ, không hề ít một tí nào cả. Chính vì thế là trước cái áp lực quá là lớn, trước cái sự hâm mộ quá là lớn từ người chơi thì Riot đã có cái động thái là đổi cái thông tin ở trên cái website chính thức của cái tựa game này. Chúng ta hãy cùng mong đợi và mong chờ cái tựa game này ra mắt sắp tới. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ gửi đến anh em một cái đoạn gameplay của cái vị tướng Lamy, cũng như là một cái gameplay 3D dưới dạng 3D của Fiora mới được hé lộ để mà cùng có cái nhìn ngon lành nhất về cái tựa game này, cũng như là cái vị tướng Feora và cái vị tướng Lamy. Ok, đó là toàn bộ cái thông tin mà mình gửi đến anh em trong cái clip này về cái thời gian ra mắt mới được chỉnh sửa từ bên Riot.
Đấy, anh em có quan tâm thì comment phía dưới. Anh em có suy nghĩ gì về cái thông tin từ cái việc mà Riot chỉnh sửa cái thông tin ra mắt trên cái website của tựa game chính chủ này, của cái tựa game này trên website chính chủ, thì nhớ comment phía dưới cho mình biết với nha. Rất là cảm ơn anh em xem đến cuối video, và đừng quên là ấn giúp mình cái nút like, cái nút đăng ký kênh và cái nút share cái video này để ủng hộ kênh Review Game ra nhiều những cái clip hay và hấp dẫn hơn nữa. Rồi, xin chào và hẹn lại anh em vào các clip tiếp theo. Does